thì phải nói rằng là cái sản phẩm này, cái Duyên thấy là tại sao nó hay hơn tất cả những cái sản phẩm làm thơm trên thị trường bây giờ, là tại vì nó từ trong ra ngoài, uống vào nó còn làm cho mình sảng khoái. Ví dụ như là buổi tối thì mình đi ngủ được, buổi sáng mình thấy sảng khoái, và mình nói chung là khi mà mình đã tẩy được những cái độc tố ở trong người đó, thì mình, và cái độc tố nó đến từ đâu thưa quý vị? Nó đến từ stress, nó đến từ mất ngủ, nó đến từ nhiều thứ ở trong cuộc sống lắm. Và khi mà tẩy được cái độc tố thì quý vị thấy như là cái người mình nó nhẹ bớt, thì nó sẽ làm cho mình sảng khoái và tươi mát. Và nói nhỏ thêm là các phụ nữ sẽ cảm thấy hưng phấn, thật tình mà nói. Tại vì nó làm hưng phấn một cách tự nhiên, nó có ảnh hưởng tới cái nội tiết tố của mình, nhưng mà nó không phải là một cái thuốc kích thích. Độ này là mình cần ăn nhiều trái cây. Mà như Kỳ Duyên nói đó, mình nếu mình ăn chay thì cái người mình nó sạch và nó thơm hơn nữa. Thì bao nhiêu cái trái cây này trong này cũng là một cái gọi là để mà nó lọc cho thân xác. Và còn nữa, riêng cái loại collagen này đó thì nó lại lọc thêm những cái mà mỡ ở trong người mình. Nó không phải là cái thuốc diet, nhưng mà nó lọc để nó duy trì cái người mình, để cho mình cân đối. Ví dụ như Kỳ Duyên bây giờ, Kỳ Duyên không cần diet thêm, thì Kỳ Duyên vẫn uống cái này để nó lọc những cái mỡ ra, để ví dụ mình bị cholesterol. Có rất nhiều người quý vị nha, ốm nhưng mà vẫn bị cholesterol cao, thì tất cả uống cái này vào nó cũng giúp mình lọc những cái cholesterol, những cái mỡ mà nó không phải là cái dạng thuốc diet đó, nhưng mà nó cũng giúp mình giữ được cái thân thể thon thả và đẹp. Vì Kỳ Duyên nói là ok, Kỳ Duyên sẽ livestream và giới thiệu, và đặc biệt thì nó nói rằng nếu mình mua cả hai thứ này cùng một lúc đó, thì thưa quý vị là tổng cộng sẽ là 3.380.000, có nghĩa là nó bớt đi tới 380.000 đó. 380.000. Thì thưa quý vị, với cái số 3.380.000 để vừa thơm tho mà vừa đẹp, thì da đẹp và từ trong ra ngoài, thì Kỳ Duyên nghĩ là cái này là rất là tuyệt vời. Mà các bạn biết là cái gì mà ở bên Nhật đó, là phải nói là Kỳ Duyên rất tin tưởng ở bên Nhật về là chất lượng. Mà đối với Kỳ Duyên, nhiều khi Kỳ Duyên còn thích uống những cái gọi là cái supplement, những cái thực phẩm ở bên Nhật hơn là ở Âu Châu.